Ngày 24 tháng 10, Công an thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng đã phối hợp với các cơ quan tính năng làm việc với Bệnh viện Đa khoa Y Lâm Đồng để xác minh nguyên nhân tử vong trong lúc sinh con của chị Bàn Thị Kiều 1983, trú buôn bản Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 10, chị Kiều đau bụng sinh con lần thứ 3, được gia đình chuyển tới khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Y Lâm Đồng. Tại đây, gấp gáp trực xác định sản phụ nhập viện sinh con trong tình trạng sức khỏe tốt, được chỉ định sinh thường. Cơ quan tính năng làm việc với Bệnh viện Đa khoa Y Lâm Đồng về cái chết của sản phụ Bàn Thị Kiều. Theo anh Hoàng Nhật Thành, chồng chị Kiều, sản phụ Kiều nhập viện lúc 10 giờ sáng sủa và hơn 23 giờ đêm mới vào phòng sinh. Kiếp trực thăm khám 3 lần đều báo cáo với gia đình sức khỏe chị Kiều bình thường. Tuy nhiên, khi sản phụ vào phòng sinh khoảng 15 phút, chưa kịp sinh em nhỏ xíu thì hiện ra tình trạng người tím tái, sùi bọt mép và tử vong ngay sau đó. May mắn gấp gáp trực đã cứu giúp được nhỏ xíu gái nặng trĩu 3kg. Lý giải nguyên nhân sản phụ Bàn Thị Kiều tử vong trong lúc sinh con, ông Huỳnh Ngọc Thành, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Y Lâm Đồng cho biết, quá trình sinh con, khi sản phụ sinh được nửa chừng thì xảy ra thuyên tắc ối. Đây là dạng tai biến khiến sản phụ bị rối loạn đông máu dẫn đến suy hô hấp đột nhiên ngột và xong xuôi tim. Bệnh nhân đã được truyền thuốc dẫn mạch các loại và truyền cấp cứu giúp 10 đơn vị máu nhưng vẫn không cứu giúp được chị Bàn Thị Kiều. Cho rằng nguyên nhân khiến chị Kiều tử vong trong lúc sinh là do sự tắc trách của gấp gáp trực, gia đình sản phụ Bàn Thị Kiều đã có đơn đề nghị Công an thành phố Bảo Lộc vào cuộc điều tra, làm rõ. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng qua tại khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Y Lâm Đồng xảy ra sự cố trong lúc sinh. Trước đó, ngày 19 tháng 9, chị Lê Thị Lệ Hiền 1991, ngụ buôn bản Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, được gia đình đưa tới bệnh viện này sinh con lần thứ 4. Sản phụ được tiên lượng sức khỏe tốt, chỉ định sinh thường. Tuy nhiên, khi vào phòng sinh được khoảng 20 phút thì người nhà nghe tiếng la hét thất thanh của chị Hiền, một nhỏ xíu trai được kéo ra ngoài nhưng đã tử vong.